cá lóc đồng kho nghệ như thế này, mình bỏ nghệ tỏi này, tí ớt bột, bột nước mắm, bột nêm, giờ mình bỏ thêm cắt thêm ớt vô nữa. Kho mặn mặn cái hôm nay sáng nấu có cá nó ngay như vậy, cá con cái này giờ chiều mình làm trước sáng cho em lại ăn sáng mình nướng rồi ớt có nướng một ớt rồi thì mình bỏ trái máy ớt rồi mình sẽ bỏ nhiều món cay ăn nó nấu. Có nghệ sắc lát mình vô là con cá vàng đẹp lắm luôn. Thơm mình nghệ như vậy. Sang gốc lại rồi châm vô miếng nước sôi cho nó kho cho nó rút cái nước lại cho nó cạn cái là cá mềm ngon. Hỏi phải trở tới trở lui qua đây nước là nhiều kệ kho lon lon chút xíu cũng nhiều không thấm là vị vô chứ không gì giờ mình kho gì đến chừng 10 phút cạn nước đi.
bớt lửa lại cho nó cho từ từ gì. Xanh xanh cái nó tắt lửa để đó nha.